Xin chào các bạn, chúc tất cả một ngày Chủ nhật rất là vui vẻ và bình an với gia đình nha. Bây giờ lấy cái tàu này chở Trâm đi bắt ốc nè. Nhưng cái tàu này nó không có mui, nắng quá trời. Giờ để anh chế cái mui cho bà xã khỏi bị nắng nghe không? Phải làm sao đây? Ok. Phải ngắm đàng hoàng. Chứ khi làm gì suy nghĩ làm hư chặt cái là hư hết. Ok rồi mình sẽ cái này ok trong vòng vài phút là bà xã tôi sẽ có được cây dù. Gắn vô Giờ thử gắn coi. vô là nghe không thử cái quất nghe không. Oh, tàu màu xanh, vô màu xanh luôn ha. Da Wow. mát dữ nha. Quá mát luôn. Are you ready? Yeah, baby, let's go. Hello, xin chào tất cả bạn bè, anh chị em gần xa. Hôm nay vợ chồng mình Chủ nhật đi lấy tàu nhỏ đi bắt con sò. Nghe người ta chỉ chỗ này có sò nhiều lắm, nhưng mà đi thử coi chứ cũng chưa đi lần nào hết trơn á. Hôm nay là đến chỗ cái bến đậu đậu tàu nè. Này cách gần nhà mình khoảng chừng có 2 3 phút à. Đó, bữa nay Chủ nhật là người ta xuống đi tàu dữ lắm. Đây là jet ski, tàu người ta lên rồi. Mình thích đi tàu nhỏ này lắm nè, chạy nhanh mà chạy vô cạn dễ bắt con này con nọ. Chứ không có thích đi tàu lớn, đi ra ngoài biển lớn câu cá sợ lắm. Mình không biết bơi. Mới gắn cái dù, nắng quá trời nắng luôn. Anh chị em nào mà thích cái video của Thành Trâm Cuộc Sống Cô Đa, mình xin hãy like và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực mình chia sẻ cho anh chị có nhiều video mới vùng sông nước của Florida. Đi đậu tàu đã chứ. Hello.
bye bye. Em muốn đi bắt ốc không? Hôm nay trời rất là đẹp luôn. Giờ lấy chiếc xuồng này chở bà xã yêu dấu đi bắt ốc nè. Ra phải bắt ốc rồi ghé vô mấy bụi nước kia chặt mấy con hào ra nướng cho bà xã ăn. Nè anh chở đi bắt ốc kêu. Ốc bắt bắt hào. Sò thấy ốc hào sò mà nước lớn thì chắc không có sò đâu. Hả? Nước lớn này giống con sò. Qua giờ em nắm cho anh đi. Ôi trời kìa. Rất tuyệt vời luôn. Nắng quá trời nắng luôn. Quá nắng quá đã. Nay chở Trâm ra cái mấy cái đảo qua đây nè. Kiếm có ốc có cá về ông nướng cho bà xã ăn. Chia sẻ cái cảnh miền Tây sông nước này nghe không? Em lên. Trời ơi. Ê ê ê. Nguy hiểm quá vậy? Nắm dây lại, nắm dây lại. Em bước lên xe đít đi. Hả? Bước xe đít đi. Ây. Chìa khóa nè. Đột chìa khóa. Chiếc tàu này nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nó chạy dữ lắm mà. Bà ai coi anh em coi nè. Ô nước này êm quá anh ơi. Mới sống. Con nó chạy nè nha. Này ăn gian chút nha. Ồ trong đây sao chạy nhanh được? Chỗ này khúc này được mà. Đúng không? Trong đây nè. Có cái bảng này. Hả? Cấm chạy nhanh được. Là mà chạy nhanh bị phạt. Đồ tao quá trời luôn. Oh my god. Hả? Ra ba chỗ Senbo quay quay cho mọi người coi Senbo. À mình đã kiếm mồi trước đó chứ. Mình đã một vòng trước. Senbo hả? Đã vòng trước ở đâu đóng có, đâu đóng có ốc mà. Ừ. Ủa bắt con dồi dôi anh. Con dồi dôi nhỏ nhỏ. Tới Senbo rồi. Tới cái chỗ này em á, cấp mình giùm anh đi. Người ta không có cho mình chạy nhanh. Thì bỏ lương thực mình sao lèo lên. Mới chạy nhanh. Trời ơi sống. Đợi nón lá lên nè. Ok. Rồi rốt cuộc chạy nhanh rồi mắt kiếm em đâu rồi ta? Gì ghê. Mấy mắt kiếm mình bay đâu luôn á. Không nhớ luôn hả? Ủa cái kỳ vậy? Dữ quắc dữ. Đứng ok đi. Chào anh em, bà con, cô bác. Hôm nay là
Chủ nhật rất là đẹp, đẹp trời và người đẹp nữa. Đây, người đẹp đây. Đây là Captain, Captain Tina Chen nè. Cái này Trâm nè. Từ lúc mà cổ quen mình cũng không biết gì hết trơn á. Mà gì mình huấn luyện biết cái gì cũng biết hết. Biết lấy tàu nó nè nha, coi nè. Thấy chưa, ước mình chơi nhà. Đi xuống đây chơi riết kìa, mê quá, dọn ngay đây ở luôn. Đó, nhìn xem qua cuộc sống về sao không mê được. Có bà con mà kia, tàu lớn, tàu nhỏ. Ủa, bên đây nữa nè. Đi tắm nè, vừa tắm rồi ca hát, sùm hết. Đây giống như là bồng lai tiên cảnh như quá đẹp luôn nè. Thấy bên đây anh nó chạy đâu vậy? Chạy đây đi, nó né em mà nó không sợ bị đụng gì. Coi cái tàu này nó quá trời lớn luôn nè, thấy không? Giờ tới tới chỗ này phải chạy chậm chạy nhanh bị phạt đó. Đây cái dòng chỗ biển này kia là John John Pass, rất là đẹp. Tàu John Pass, thấy vừa có cái tàu buồm nào mà đi ngang qua là nó gọi để người ta dỡ cái cầu lên để cho nó đi ngang qua. Vừa lá vừa nhìn nắm dù nè. Tàu nhỏ mà ở chỗ đó nó có bán kem, nhà hàng đủ thứ, cho nó có bán cá, ai mà muốn mua cá lấy cá tươi á lên nó mua. Đó, anh thấy cái anh chị đây nè. Hả? Cái dừa cá là ngay cho cái nhà đầu tiên này xích vô một căn là dừa cá đó. Đó. Cá ngon không á? Chiếc này chỉ tới chân cầu đi hoành vô anh ha, đâu dám ra ngoài xa đâu. Dám chứ không dám đi không? Không dám đi đâu. Rồi phải sóng cao đi nó bay ra luôn á. Bay tàu luôn á. Vậy đó cả triệu á anh ha, nè nhà nhỏ vậy cả triệu á đó, nhà nhỏ vậy đó, qua đây triệu sao đó được đó, đó. Nhà đó đó. Nhà đó đó, nhà nhỏ thôi, còn cái nhà lớn là mấy triệu nè. Muốn mua cá không? Đó có nhà bán cá đó, đâu ở chỗ đó đó, đó chỗ đây không đó. Đó chừng cái đét đó thấy không? Đó chừng cái đét đó. Này có cá vô kìa em, cá tươi kìa em. Có không? Em muốn vô vô thử có cá gì ngon không? Phải không? Chứ mua con nước ăn không? Hả? Vô thử có cá gì ngon không? Nè, chỗ này bán cá nè. Để anh lấy dây lòn anh kia đã. Lên đi thử coi. Đây là nhà hàng nó ngồi ở ngoài. Ngoài nhà hàng. Ôi đô phin. Ôi có đô phin kìa mọi người. Là đô phin đó. Đó đô phin. Nó đâu rồi anh? Lặn xuống rồi. Thấy tàu lớn qua nó lặn xuống rồi. Ok ok ok. Đó đó đó. Thấy nó nhớ chưa? Get any fish for sale there? Yeah. Okay, yeah. I want fresh one. Thank you, brother. Hình như là thank you brother. Hình như nghe tiếng còi hụ chắc cái tàu nó dở lên đó. Còi hũ của anh. Cái thằng nói tiếng Mỹ thì giỏi dữ người ta. Hả? Kiểm tra nó đàng hoàng nữa. Cái nước này chảy xiết ghê quá.
Lát nó xuống chiếc tàu mất tiêu. Xuống mất tiêu tàu nữa. Ủa sao đậu bên hông nè anh? Đỡ không? Cũng vậy à. Đây lấy câu. Lên lên coi có con cá nào không đi mua. Đây. Có đem cái tiền theo không? Có. Con này con tàu đã không? Con cái tàu đó là Tiki Tour. Ai mướn cái tàu để chạy vòng vòng. What's up, brother? How you doing? Yeah. Yeah, let me. Man, what is that? African pompano. Damn, that big. How far? Wow, cá bự. 80 miles. Shit, this African pompano, right? And that's huge. What's the one, honey? What the best here? I've got red grouper. I've got Almaco jacks up here. I've got plenty of mangroves. I've got red snappers, lane snappers, vermilion snappers. Yeah, give me one red snapper. Just about 5 pounds. Yeah, I think that's good size. 4.6? No problem, take it. All right. Quick and easy, huh? Yeah, quick and easy. Don't have to wait for a couple hours. Nè, lấy trong giỏ bên đây. Anything else for you today? That's it for now, bro. All right, so it's be $46 even. No problem. You want me to clean it up for you, or you want to take it like no, that? No, lip the scale. We cook on the grill, you know. Just like that. Yeah. Đây nó bán cái gì đây? Ồ, tôm. Ồ, tôm nè anh, tôm đỏ hả? Nè, chào. All right. Key West. And since you came by boat, well, yeah, since you came by boat, if FWC stops you with a red snapper on the boat, yeah, okay. Sao anh mua cái đầu cá nè, phải không? Để mốt mua sao? Phải đầu cá không? Ức cá ngon luôn. Ức á, ừ. Họ nó nhiêu phao vậy? Hey brother, how much for this? How much for a pound? The collars, this looking good. I sell them at $3 a pound. Oh, man, that's cheap. You want some now? Ôi, nó ăn chua ngon, ừ. Okay, chua bét. Ủa cái này ngon nè, ngon hơn cái what con... this egg right? Trứng nào? Ngon hơn con cá luôn, nó thích ăn cái này. That is tuna. Tuna, okay. Tuna. Okay. Mua đi ăn nè anh. Give me all this. Ăn này ngon, ngon hơn con cá nữa. Yeah. Yeah, just make sure you hold on to that receipt. Okay, okay, bro, no problem. Oh. Hold on. No question why you have a snapper, yeah. So you're gonna want to receive. Nói phải phải giữ. Thank you for letting me know, man. Yeah. We have to know the rule, right? Just try to keep everybody out of trouble. Yeah. All right. 9.4 pounds. 28.20. Oh man, a lot of fish for 28. A lot of fish for $28. Good fish. Trời, mà mới biết mua cái đó ngon hơn cua cá anh. Give everybody the website right here. Yeah. They come out here, they stop right here and have fresh fish. Grouper, mango, snapper, everything here. Yeah, anh chị em nào mà muốn when mua I put cá, on website, man. Số phone nè, chỉ nè ở tay. Alright. Hỏi nó có cá gì không mà đến đây mua nè. Trời con cá này nó bự, là bự luôn. Này cá tươi không á nha, tàu là vô mỗi ngày á. Nah. I know where I go now, you know. I take them and I like to season them. I smoke them. They come out like comes out like a chicken wing. They're good. All right, bro. What's your name? John. John Tan. All right. All right, John. See you later. All right, bro. Take care. Thanks. Let's go. Đó thấy chiếc Tiki Tour nó đi vô kìa. Ta mướn chiếc đó chạy vòng vòng hả? Có bay thai á. Dễ thương không? Cái tàu còn đó không anh? Còn. Này nhỏ đi ra đây ghê quá. Đi chiếc tàu nhỏ
xíu xíu rồi. Anh chờ anh xuống trước rồi anh đưa em xuống. Baby. Rồi, chuẩn bị rời bến mới mua cá xong. Mua mấy miếng cá nó rẻ quá à. Không phải mà rẻ quá mà quá rẻ luôn. Người Việt Nam mình nó thích ăn mấy cái đầu cá, mang cá, ruột cá, nó bên chua. Mà Mỹ nó đâu thích ăn nó đâu. Mà đó chỗ ngon không đó. Mà mấy đó là rẻ nữa chứ. Vui á, chạy ra đây, chạy lên mua cá. Chạy chỗ bắt sò có không anh? Hả? Bắt sò. Bắt sò gì em? Bắt đồn đồ quá à. Con clam á. Nước lớn thì sao bắt được em? Mấy lòi cồn mới bắt được cho thiết nó mà. Qua cho mọi người coi mấy cảnh mấy cái nhà. Đây là miền Tây sông nước nè. Mấy nhà triệu phú không á. Mấy cái nhà như vậy ở Việt Nam mình đó, mấy nhà nghèo tâm ở ngoài biển, ngoài nước, còn ở đây là không có đâu. Mấy người có tiền là mới ở. Rồi, đố phần kìa đông. Đâu, quá đâu, trời đâu, luôn kìa, đây, trước đó chứ. Bên theo. Nào, bên nào? Trước này nè. Bên nào? Trước đầu cái tàu đó. Tàu này hả? Đó. Cái tàu làm như theo cái tàu đó quá trời kìa. Tàu nhỏ, tàu lớn? Tàu lớn đó đó. Ồ, tàu lớn hả? Tàu đó nhìn nó có gì đó, thấy không? Thấy không? Giỡn không? Thấy không? Để quay gần lại coi. Đó. Đó đây nè. Wow, hết trời luôn. Ủa, nó lại giỡn nha. Ừ, giỡn đó. Anh giỡn cái nó đây đi. Giỡn cái tàu không? Láng tới thác sáng tàu rồi coi. They follow that boat right there. Ai mà thấy I'm right here. Dolphin over here. Wow, bốn đồng con luôn kìa. Over here. Oh, they come back. Come on, dolphin. Dolphin. Over here. Over here. So lucky lắm mà mình mới thấy được nó đó anh. Over here, dolphin. Oh, they're right here. They're right there. Nó giỡn với đường đất này. Anh. Hả? Chứ tao đang coi đốt phình đang tới kìa. Đó. Lucky ha. Vừa đến lúc luôn á. Đi nuôi. Quá rồi. Đi cơm bạc kia. Đi cơm bạc.
Nó giỡn nữa không? Để cơm bạc. Xong cái phim anh quay vậy anh? Hả? Livestream đi. Còn dolphin luôn á. Oh man, dolphin. Không, dừng lại cho tao coi đi. Đó, đi theo con đứa nít nè. Dolphin. Thấy mấy cái phim không? Dolphin. Where did it go? Thấy nữa, đâu rồi? Somewhere here, right there. Cái tàu này nó đang hoạt động. Đây tàu đi coi, đây là cần đi coi dolphin nè. Không bỏ lỡ cơ hội đâu. Ê rồi, rồi. Đâu rồi? Ê đây. Oh man. Dolphin. Dolphin. Chị quay nhé. Thấy không? Quá đẹp phải không? Quá đẹp luôn anh ơi. Man, right here. And today a lucky day, baby. Yeah. Dolphin, where are you? Dolphin! Oh man! Dolphin! Oh man! Dolphin! Man, you look so cute, dolphin! Dolphin, come up right here. Come up, dolphin. Come on, dolphin. Come up, dolphin. Dolphin, come up. Chó thấy nó sủa luôn. Right here, in the back. In the back. Dolphin, come up. Mẹ con này bự luôn nè. Big dolphin. Oh, dolphin. Dolphin, come up. It's right here. Right here. Yeah, oh, see that dolphin chưa? Right there? You good boy, dolphin. Come up. Come up, dolphin. Come on. Come on, dolphin. Come over here. Closer. Get closer over here. Come on, dolphin. Up. 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 Right here, dolphin. Right here. Come on, right here. Over here. Come on, hurry up, over here. Oh, be careful, dolphin. Where they go? Oh, they go farther. Rồi, dolphin nó đi xa rồi. Bây giờ mình cũng đi. Mình đi hướng nào đây? Nó tới nó kìa ha. Chị. Hả? They so cute. Yeah. Bốn năm con luôn anh ha. Quá trời luôn gì. Đúng không? Nó chơi dân nít á. Ồ, mai mốt lấy tàu lớn ở đây chơi với dolphin được. Nấu đồ ăn, cái mua cá cho anh ăn trong. Yeah. Mình chạy cá cho anh ăn. Đúng không? Yeah. Cho anh ăn được không? Được chứ. Quên là coi đâu. Đi đường đó luôn. Còn anh chị em nào muốn coi dolphin đó gọi chăm luôn nha. Chở ra chừa bắt cá ha. Bắt ốc. Bắt oyster rồi nếu mà có dịp mai thấy được dolphin đó nè, có dolphin trước à. Ồ, thấy chim nữa kìa, chim bay nữa kìa. Gọi trước không? Có dolphin thiệt kìa không? Lên kìa. Đó, quay qua. Nè, nghe tao đỏ kìa. Đó thấy không, dolphin thiệt không? Thấy dolphin lên không? Đó đây nè. Nó thấy rồi. Hả? Thấy. Không mà nó gan rồi xuống nước nó chơi luôn à. Đi. Rồi, goodbye dolphin. Giờ tới chỗ chân cầu để chạy cá.
như này bán nước quá. Cửa này nè. Cửa chính hả? No, cửa phụ á. Đây hả? Vô chạy cái mốt. Ok. Nữa, qua nữa, qua nữa, phải nữa. Đó, you're doing good. Làm là quá tốt rồi đó. Lát gì anh thưởng nha. Rồi anh chạy đi. Ok, em ráng cố gắng quanh tay trái chút xíu em. Ok, vậy tốt rồi đó. Qua phải chút đi. Phải chút coi xã. Qua phải nữa. Bớt ga lại nha. Chưa nha, khoan. Chừng nào anh dục chà để bớt ga lại. Qua phải chút. Ok, trả neutral đi. Quá đẹp luôn. Rồi dê đi. Dê dọc cái đít đừng dê vô. Nè, giờ em nó vô kìa. Ok. Thả cho đi. Đụng anh ơi. Ôi da. Ôi da, dướng rồi em ơi. Tiêu có rồi. Có gì không? Dướng rồi. Bức chai này. sau khi anh ấy chạy thường ta nói sảy cá sảy toàn cá bự không à mà giờ bà con nghe ta nói câu mà mất gì lẫn chài đâu không mới xảy ra nãy nè dùng cái chài xuống dính cá nhảy đùng đùng xong xuôi dính cục đá kéo lên còn cái sợi dây không. Bởi vì ta nói mua cá ăn chắc ăn. Bởi vậy đi biết trước nè, biết lo liệu trước, mua theo con cá nè ha, này là chắc ăn nhất nè ha, red snapper baby, món đi chài mua cá đem theo chắc ăn nhất là có cá ăn 100% luôn, không chạy khỏi đâu hết, đây là con cá mới mua, còn cá chài là mất chài rồi, mất chài lắm kỳ luôn rồi, vì bữa nào quá mình mời cái anh được là thánh chài nha, ảnh tên là anh Lâu, đó, anh sẽ biểu diễn chài cho mọi người coi ảnh chài lúc nào cũng có cá hết trơn á. Cái bình ga đưa cho em giúp kinh xe luôn rồi. Bữa nào mình mời anh đó đi rồi quay một cái video đó cho mọi người coi nha. Muốn đi về như nữa. Ảnh là thổ địa ở đây đó. Thổ địa chài á nè, ngay chỗ này là cá cái gì anh? Cá sủ á. Cá trâu á. Cá sủ lơ quá trời trong ổ này luôn nè, mà hồi nãy chưa kịp chài chỗ này mà trời ơi, chài mấy bên kia nó mất chài rồi. Mà không có dám lặn xuống dưới lấy, sâu lắm. Tính lẽ nãy chơi lâu xíu nữa nướng cá đồ ăn chơi cho nó đã mà chài dướng cái chài mất cái chài vừa mất hứng rồi tinh thần à. Mất hứng rồi giờ đi về không có chài nữa thôi tạm biệt anh em chờ lại cái đợt sát đi đợt sát có cái chài rồi mà chài cá chỗ này cá dữ lắm nói thiệt cá nhiều con kéo là không nổi đó để cho anh em bà con cô bác coi còn các bạn nào mà muốn coi cái video của Trâm tiếp tục mà tới nữa đó sẽ có hay hơn nữa nói thiệt luôn á nha tụi này đi dữ lắm á bấm cái nút rồi like với subscribe cho Trâm rồi mới coi tiếp được cái video tới chia sẻ cho mọi người chia sẻ coi thôi chứ không phải mà mình phe phan gì đâu tự mình miền Bắc xuống đây đi xuống đây chơi đứa mê quá dọn ra đây ở luôn nè rồi chứ đây có nhiều cái nó hay lắm cái sở thích của mình ở đây không à anh em nào mà thích ở dưới đây thì cứ welcome dọn về Florida cái chỗ bên ở là kêu Seminole chính giữa Tampa với Clearwater đó chỗ nở rất là đã luôn gần biển lắm gần đi biển mà có không khí trong à. Lành nữa còn muốn kết bạn chơi với mình tên là Thành bạn mà nếu có muốn đi ra biển đồ chơi đó đi ra đảo đồ karaoke
nhảy đầm trên tàu, tham quan nấu nướng ăn nhậu đồ, mình có tàu đưa ra đảo chơi luôn. Ok thôi, chúc anh em bạn bè bà con cô bác ngày chủ nhật rất là bình an và hạnh phúc. Mà nhớ nha, bảo giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe mới chơi được nghe không? Không có sức khỏe là có tiền cũng vô dụng thôi. Ok thôi, chào anh em. Bye bye. Bye bye.